Ôi, vỗ tay đi. Dạ Bùi Hồ, chào cô bác anh chị. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại bé em Hân với lại Nhâm với lại bà ngoại. Đây là Nhâm với bà ngoại nè. Sẽ qua nhà bác sĩ để mà tiến hành ghép đôi chân cho em để em có thể tự bước đi. Những bước đi tuổi đôi mươi. Để cho cái cảm giác em sau thì Nhâm. Dạ, hay là vui hả? Mừng dữ rồi, bữa cho, nay cho bé Hân. Bữa nay là đi ra mà cái là mừng dữ rồi. Dạ, mà không ngờ là mau vậy hả bác? Dạ. Dạ. Với lại ngày mai mà lên khám cái thai được mà để coi cái ấy là mừng dữ lắm rồi. Ẩm rầy rầu ví dụ cái thai quá. Thông tin với cô bác với anh chị là cái chi phí này được chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ hỗ trợ 100% và cũng như là đi lại luôn. Thì hôm trước thì trong nhà bác sĩ á, chị bác có chia sẻ rằng cái tay của bé Hân có dấu hiệu là nhiễm trùng lại. Thì chị Lâm Tiền có thông tin với Bùi Hồ á, là sẽ nên qua Chợ Gãy và khám lại cái tay luôn. Và chắc có lẽ là nếu như mà không ghép chân mà trễ á, thì sẽ ở lại đây một đêm để mà ngày mai thì tiến hành chuẩn bị ghép, xem về cái tay của bé Hân như thế nào để có phương hướng điều trị phù hợp. Mặc dù đây là vào thời kỳ dịch nhưng mà Sài Gòn vẫn nhộn nhịp và như chưa có chuyện gì xảy ra hay bác này. Đúng rồi, hôm nay đông lại rồi đó chứ. Nó chạy đông lại hơi chậm chút. Dạ. Rồi bây giờ thì tới rồi. Đuối dữ không Hân? Đuối ha. Đây là cái chân của bé Hân nè cô. Dạ, hôm trước thì cái phần này nè, phần bàn chân á, thì mình nó có nhiều cấp gáp á. Nhưng mà cái giáp cách này thì sẽ tiện cho gia đình của Hân sau này. Quan trọng là cái phần này sau này nó được thay á. Đó là cái khớp mõm, nói với cái mõm chân á. Thì trong sổ đó nhưng mà bây giờ thì không thấy. Đây là cái ni hôm trước mà Hân lấy mẫu rồi đấy cô. À, lấy cái mẫu cái đùi tập xong thì anh mới làm cái này. Nè, coi xem. Dạ. Mình xem nếu như mình cũng chẳng hiểu. Dạ, mình cũng không hiểu. Này chỉ có mẫu thôi nè. Dạ, cái này là do anh làm luôn. Anh thi công thiết kế cái phần này. Còn cái phần cái chân ở bên đó đó là mình nhập về từ Đức. Dạ. Cũng hên đâu biết được bác sĩ ở đây. Cũng nhờ mấy đứa thôi. Làm cái này thi công này lâu không anh? Lâu lắm, từ hôm nọ. Dạ. Cái này là chất liệu gì anh? Composite. Dạ. Composite. Nó là nhựa tổng hợp. Nhựa tổng hợp. Nhiều thứ trong đó, không phải mỗi nhựa không. Gia cố tất cả các thứ. Nó cái cục bột bó hôm nọ giờ nó ra như vậy. Dạ. Hôm trước thì đắp lấy mẫu làm đúng cái kích thước này thì anh mới vẽ lên cái mẫu đó để gia công ra này. Cái này nè, cái này là sao này, ví dụ bé Hân lớn thì sẽ thay được này. Cái chân nó ít khi thay đổi, bé nó ít khi thay đổi, mẫu bụi nó ngăn này. Dạ. Này ít khi to, sau này mà nó lớn nó to quá thì mình thay cái phần đó. Mình chỉ thay cái này thôi. Đúng. Sau này mình chỉ thay cái phần bàn chân đó. Bàn chân này cũng lâu lắm. Dạ. Anh chia sẻ rằng cái bàn chân này là bao nhiêu sử dụng bao nhiêu năm hả? Phần này cái này được khoảng 4-5 năm. Cái phần bàn chân này thì thay nó gắn cái ốc ở trong này thì thay phần bàn chân này nó rẻ hơn luôn. Nó chỉ có 1,000,000 anh mà. Còn mình gắn ở ngoài này á thì nó thay mắc hơn cho gia đình. Cái cảm giác của Hân giờ sao rồi?
quá mừng. Dạ mừng. Mừng ha. Trong mỗi ngày này luôn. Đang còn hồi hộp có đi được. Đây là cái chân của Hân mà sau khi bác sĩ mới mới gắp vào. Cái cây này thì tí xíu nữa sẽ lấy cây bên kia cưa để mà làm cho vừa với cái đôi chân của Hân. Bây giờ tạm thời chút xíu nó sẽ ghép vô đi thử. Đây là giây phút hồi hộp nhất à. Cái phần mà này là nó mới quan trọng, còn cái phần này thì đặt ở ngoài có. Cái phần này thì nó mỗi người nó mỗi khác nhau à. Cái phần này là như Hân thì cái bổng chân của Hân nó khác, bổng chân của người khác khác, nên sẽ đặt khác nhau. May mắn là gặp được ngay chỗ của bác sĩ làm. Thì chị Tiền ý, chị Tiền muốn lo cho bé Hân cái tay đó. Dạ vậy là em cảm ơn chị, cảm ơn mà chị Tiền quá trời là giúp cho ông Hân đó. Là ráp cái chân bây giờ nghe nói cái tay vậy rồi bắt đầu bây giờ cho đi là kiểm tra cái tay nữa, kiểm tra tay để sợ để lâu quá Tiền nó lo cho bé Hân rồi. Sợ nó để lâu quá nó không tốt. Vì Tiền dữ lắm rồi. Thông tin với cô bác của chị là chị Tiền sau khi mà cái phần chân của Hân á xong thì tối hôm nay á là bà cháu của Hân cùng ở lại Sài Gòn này thuê cái khách sạn để ở đây để qua bệnh viện Chợ Rẫy khám cái tay. Thì hôm nay có cô Thắm. Dạ cô Thắm thay mặt chị Tiền để mà gửi sao cho cô. Dạ, vậy là em cảm ơn chị với dị Tiền dữ lắm nha. Mà giúp này là trước mắt thì chỉ lo hiện tại này thôi. Xong có mẹ đỡ cho cháu của em là được cái đôi chân cho nó lành lặn. Rồi thêm một cái tay nữa là giờ đi khám mà chưa có biết là sao. Mà vậy là quá trời cảm ơn. Không biết nói rồi đó, cô Thắm ơi. Không biết nói gì hết. Dạ, là thôi cũng duyên thôi. Em chỉ mong sao chị ráng cố gắng động viên bé Hân cho nó lạc quan. Với lại nói chuyện nó nhiều hơn. Dạ. Thì ở nhà đó, rồi ở tối ngày bà cháu ở trong buồng á sao có con nhỏ em. Có nhỏ em. Nói chuyện nhiều hơn với lại mở hài cho nó coi cho nó cười nhiều. Dạ. Tối ngày TV. Cô bác quý anh chị biết không, cô Thắm thì ở từ ở Củ Chi, nghe tin bé Hân mà lên đây làm cái chân thì cô Thắm qua trực tiếp ở đây luôn. Thậm chí sáng giờ là gần 11 giờ mà chưa ăn cơm. Dạ. Không sao trời ơi. Dạ. Bữa đó cô Dung ai mà cũng vậy nữa. Trước thì đi khám thì có chị xem. Dung là con của cô. Dạ. Cũng ở trực tiếp đến gần 1 giờ cũng chưa ăn cơm. Chưa ăn cơm gì. Dạ, tốt rồi. Biết là hồi đó cái số là con này là nó được cái phước dữ lắm rồi nó mới được chắc cái trước con gì rồi mày để má gì với dì Tiền á. Dạ. Rồi sao mà gặp mà dì Tiền nó sao mà cái thương gì mà cái bắt đầu đi xuống tới đó rồi cái bắt đầu là ấy giờ may mắn nhiều thứ cho nó dứt điểm rồi chừng nào sau này hôm nay thì cảm giác lần đầu tiên mà bước đi trên một cái chân mới. Thì hiện nay thì cái cảm giác em sao hơn? Nó là lạ. Giờ bước đi nó là lạ. Bỏ đi mất cái chân gần 1 năm trời rồi giờ đi lại cảm giác nó lạ lắm sao. Nó hơi đau một tí nhưng mà cố gắng. Đối với em thì nó có gì khó khăn không? Khi mà bước đi lên cái chân này nó có cảm giác đau hay là đối với em nó bỡ ngỡ nhiều không? Dạ hơi bỡ ngỡ, hơi đau. Nhưng mà giờ cũng vui, cũng gán tập bước đi. Khi mặc dù là có đau nhưng mà được bước đi trên cái đôi chân mới thì em có thể tự chủ nhiều cái công việc khác nữa. Dạ. Nên thành nữ là suy nghĩ tới những cái điều tích cực nhất để mà em có một cái năng lượng để mà cố gắng vượt qua cái nỗi đau. Sau đó là sẽ bước đi. Dạ. Đấy, mai mốt thì tại vì lớn thì còn vợ chồng không có nhờ anh hai được nữa. Chút xíu nữa thì anh sẽ quay một đoạn em bước đi cho chị Tiền cũng như là cô bác quý anh chị thấy cũng như là đã từng hỗ trợ em ha. Dạ. Thông tin với cô bác quý anh chị đây là cái phần chân của bé Hân. Cái phần coi như là cái phần xương đó. Còn ở phần này là cái phần thịt thì giống như phần cơ của mình thì sau này bác sĩ sẽ còn
gọt giũa để cho nó giống như đôi chân thật, để em có thể tự tin bước đi, có thể đi đám đi tiệc đâu. Dạ. Thông tin với cô bác anh chị, cái chân này á là được sản xuất từ Đức á, rất là chất lượng. Bà ngoại sao vậy? Ngoại thì giờ ngoại mừng quá rồi, không biết nói gì hơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, và nhất là vì tiền, rồi mấy chị này cũng với Bùi Hồ là cũng lo cho cháu, là quá trời mừng, không biết nói gì hơn nữa. Quá vui rồi. Cũng có duyên. Dạ. May mắn là có duyên được quen biết cô Thấm. Dạ. Cô Thấm thì giới thiệu chị Lâm Tiền để mà dạ, hỗ trợ cho bé Hân. Dạ. Nói chung là trong cái gũi nó lại được cái mai, được cái mai. Bước. Dạ. Rồi bây giờ tại nãy giờ cũng bước đi nhưng mà chưa có được thành thạo cho lắm, chút xíu nữa sẽ đi cho cô bác anh chị cũng như là chị em xem nha. Đây là sau khi mà bé Hân đã gắn cái chân giả vào. Cái cảm giác bây giờ đứng ở trên cái đôi chân này, cái chân này thấy sao Hân? Hay là lạnh. Là lạnh hả? Bây giờ bước đi thử ha. Cái bên thì có anh hai nè, anh hai với lại bà ngoại à. Quay lại. Rồi Hân đi tới đây là cho một tràng pháo tay nghị lực ha. Quay lại được không Hân? Ồ được kìa. Ồ hay quá. Hay quá rồi. Giỏi quá rồi. Vỗ tay đi. Giỏi rồi, quay lại, quay tự nhiên. Tự nhiên quay luôn rồi. Qua hết tấm thảm này là một tràng pháo tay nữa nghe Hân ha. Đây cái mà gì tiền đó là mừng dữ lắm rồi. Thấy là vui dữ lắm rồi. Cái quan trọng nhất là khó nhất là quay lại. Dạ. Không, mấy hôm này nó có nghị lực nè. Nghị lực. Dạ. Em nghĩ biết chắc mau không chị? Có mau. Ôi, vỗ tay đi. Đó. Hay rồi. Hay rồi, quá hay rồi. Không nghĩ được. Đây là chỉ là phần xương thôi. Sau này thì khi mà bé đi vững thì sẽ lắp thêm cái phần cơ, cái phần bên ngoài giống như là cơ, thì nó sẽ mang cái tính thẩm mỹ rất là cao luôn. Không những đi vững mà sau này em còn đi đẹp, đi đúng đi đẹp nữa. Đau dữ không? Thôi ngồi xuống đi. Quá giỏi rồi. Nhờ bác sĩ lấy tiền được rồi. Nhờ bác sĩ mà. Có nói là cảm ơn bác sĩ không? Sức mồ hôi hết trơn rồi kìa. Nghỉ ngơi đi, sức mồ hôi. Đi cái mang khẩu trang đó, nó cũng vất vả đó, nó mi mệt. Chị Tiền gặp rất mừng dữ rồi. Dạ cảm ơn bác sĩ đã làm cho con đôi chân để đi được bình thường. Cảm ơn nha chị Tiền ơi. Cảm ơn chị Tiền. Hôm nay sao em đi sao? Vất vả một tí nhưng mà gắng cố gắng đi. Đặc biệt là ở đây là có cô Thấm ở đây nữa nè. Cô Thấm à, không biết đó. Cô Ba. Ba Thấm. Cô Thấm. Dạ. Cô Ba với cô Tiền á. Đây nè cô Thấm nè.
nhờ hai cô đó. Ồ, nhờ cô. Nhờ hai cô rồi nhờ Bùi Hồ nữa. Dạ. Khúc chót là nhờ bác sĩ. Khúc chót là nhờ bác sĩ. Dạ, nhờ bác sĩ là nhiều là. Nhờ bác sĩ đem rồi đau chân là đi bình thường lại. Khi cả cái cảm giác ngồi vậy nè Hân, nó khó, đối với em nó có bị vướng như víu vô. Nhưng ngồi thẳng gì thì được rồi. Được rồi ha. Ờ. Hay vỗ tay anh hai ơi. Nó quay là tự nhiên, quay lại nhanh. Một lần nữa thì Bùi Hồ thay mặt gia đình của bé Hân, thay mặt cho bà ngoại, ông bà ngoại bé Hân, anh hai bé Hân. Chân thành cảm ơn chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ, chân thành cảm ơn cô Ba Thấm ở Sài Gòn đã với lại chị Dung rồi đã kết nối hỗ trợ để mà cho bé Hân có một cái bước đi như ngày hôm nay. Và chắc là có lẽ là để đi vững và đi đúng đi đẹp thì thời gian còn dài, và đó là sự nỗ lực của bé Hân. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn chị và Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Chúc chị và tất cả Mạnh Thường Quân luôn có sức khỏe, an lạc. Mà đối với như Hân là có một cái nghị lực rất là lớn, tại vì cái quãng đời còn rất là dài, anh sẽ vượt qua hết à. Kêu nhóc vậy chú đã quên hai rồi. Sau này làm cái phần cơ nữa thì cái chân của em là giống như là thật đó. Giỏi quá rồi. Thì nói chung là sau hơn gần 6 tiếng chờ bác sĩ làm cái chân cho bé Hân á, thì hiện nay thì đã xong rồi. Và Bùi Hồ cùng với lại ngoại Hân nè, với lại anh hai của Hân nè, chuẩn bị về khách sạn để mà nghỉ ngơi. Tại vì chị Tiền có chuyển thông tin là ghép chân, làm chân cho bé Hân xong thì phải khám lại cái tay, và cái chi phí này chị Lâm Tuyền cũng hỗ trợ luôn, để xem coi bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán về cái tình hình của Hân như thế nào vào ngày mai. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin thay mặt gia đình của bé Hân, ông ngoại bà ngoại bé Hân cũng như bé Hân nè, cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã chung tay cho bé Hân có những cái bước đi trên cái, đặc biệt là trên cái đoạn đường rất là dài của Hân sau này. Và chắc có lẽ là trước khi kết thúc clip thì bà ngoại có thể nói một cái lời nào đó để gửi đến Mạnh Thường Quân. Dạ, tôi là bà ngoại của Ngọc Hân, là trước đó là cảm ơn dì Tiền, rồi cô thống mà chị Thống đó, rồi các Mạnh Thường Quân là giúp đỡ cho cháu của tôi được một đôi chân là lành lặn rồi đi. Bây giờ là chưa có đi vững vàng, nhưng rồi một tuần hai tuần sau là phải đi vững vàng, rồi ngày mai là sẽ đến Chợ Rẫy đang khám cái tay rồi coi sao, rồi là cái tiền chi phí đó cô Tiền cũng là chịu hết, rồi mướn xe gì ơi là cảm ơn cô Tiền, Mạnh Thường Quân quá rồi giúp đỡ rồi, vì không biết nói gì hơn, cảm ơn cô Tiền và các Mạnh Thường Quân. Anh hai có muốn nói lời nào không? Dạ, thấy mừng. Quá giờ với nó là không biết nói gì, không biết nói gì hơn, mừng cho em gái mình đi lại được. Có nói lời gì đến Mạnh Thường Quân cũng như là tất cả như chị Tiền hay cô Thống thôi còn. Dạ, rất là cảm ơn chị Tiền, các Mạnh Thường Quân với cô Thống rất là nhiều giúp đỡ hết chân, tận tình, trọn gói gì hết trơn. Bây giờ là nói chung là anh hai á thì ngại tiếp xúc, nhưng mà cái hành động của anh hai á luôn thương yêu bé Hân nè, luôn dìu dắt bé Hân trên cái đường đời. Hôm nay á thì cái khó khăn của bé Hân á thì đã được coi như là đã được giải quyết, chỉ còn sự nỗ lực
cố gắng của bé Hân để có thể bước vững trên cái đôi chân của mình, cũng như là cái đoạn đường rất dài. Một lần nữa thì cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ nữa nè, cô Thống ở Sài Gòn đã tận tình đến thời điểm này. Chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.